sau đây là 4 điểm cần lưu ý khi gia công cắt gọt tấm inox 304 và cách tính trọng lượng tấm inox 304 mà bạn không nên bỏ qua. 1. Trước khi gia công inox 304, bạn cần lựa chọn dao, mũi khoan, mũi phay cho phù hợp vì inox 304 là một loại thép không gỉ chất lượng cao nên khá cứng. 2. Là phải kiểm soát tốc độ và áp lực gia công. Trong quá trình gia công inox 304 thì tốc độ thấp là chìa khóa quan trọng giúp việc gia công inox 304 đạt hiệu quả cao. 3. Bạn nên sử dụng chất làm mát để duy trì nhiệt độ thấp. Điều này giúp quá trình gia công ổn định, trơn tru và đẹp, tránh biến dạng vật liệu. Nếu bạn đã áp dụng những cách trên mà quá trình gia công chưa đạt hiệu quả thì bạn có thể tính toán đến việc thay đổi vật liệu cho phù hợp nhé. 303 là loại inox phù hợp cho những chi tiết khó và yêu cầu gia công nhiều. Bạn hãy cân nhắc điều này nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.